Xin chào tất cả các bạn khán thính giả của kênh YouTube Quy Ca Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Cô vợ thứ 7 của Tổng tài Ác Ma. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 30. Hứa Nhã Dung nghĩ một lúc rồi nói: hay là thế này đi, tối nay gọi cậu ta đến đây ăn cơm đi. Về chỗ mẹ ăn cơm á? Con sợ anh ấy không đồng ý đâu. Bạch Ánh An lắc đầu. Cưới nhau lâu như vậy, Nam Cung Thiên Ân chưa bao giờ đến nhà Bạch ăn cơm. Tối nay sao có thể về nhà cô ta ăn cơm được đây? Với tình cảm mà giờ cậu ta đang dành cho con, biết đâu lại đồng ý đấy. Con cứ thử xem. Hứa Nhã Dung nói với vẻ rất chi là tự tin. Bạch Ánh An nghĩ một lúc, miễn cưỡng gật đầu. Vậy được rồi. Bộ phim kết thúc lúc 5 rưỡi. Sau khi ra khỏi phòng chiếu, Bạch Ánh An lén nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái, rồi e dè nói: đại thiếu gia, em có thể xin anh một chuyện không? Chuyện gì thế? Nam Cung Thiên Ân hỏi. Đi cùng em về nhà mẹ để ăn tối nhé. Nam Cung Thiên Ân hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn cô ta. Bạch Ánh An vội vàng nói thêm: lâu lắm rồi em chưa về nhà mẹ đẻ, bố em và mẹ em đều không vui. Với lại chúng mình cưới nhau cũng gần 1 năm rồi, anh chưa lần nào đến nhà em ăn cơm cả. Như vậy có hơi không quá đáng rồi đúng không? Vừa nói cô ta vừa chắp tay tỏ vẻ khẩn cầu, trên mặt còn nở nụ cười vô cùng dễ thương. Nam Cung Thiên Ân bị bộ dạng dễ thương của cô ta làm cho bật cười. Anh nhíu mày nói: lẽ nào đối với em anh lại là người khó tính như vậy sao? Cần em phải làm bộ dễ thương như vậy à? Em đúng là nghĩ như vậy thật mà. Bạch Ánh An e dè hỏi: vậy đại thiếu gia anh đồng ý rồi sao? Anh có thể không đồng ý sao? Vậy thì hay quá, cuối cùng em cũng có thể ăn nói được với mẹ em rồi. Cô ta vui sướng nhảy cẫng lên, hai tay viện vào người anh rồi hôn một cái lên má. Sau đó lấy điện thoại từ trong túi xách ra gọi cho Hứa Nhã Dung, nói với bà ta là Nam Cung Thiên Ân đã đồng ý về nhà Bạch ăn tối. Lần đầu tiên Nam Cung Thiên Ân đến nhà Bạch ăn cơm, Hứa Nhã Dung không chỉ đích thân giám sát người làm bếp nấu ăn, còn yêu cầu Bạch Cảnh Bình đem rượu bình ngon nhất. Bạch Cảnh Bình tuy cũng muốn dùng sự nhiệt tình nhất để tiếp đón vị khách quý Nam Cung Thiên Ân này, bình rượu ngon ông ta cất giấu hơn 10 năm vẫn có chút không nỡ đem ra. Hứa Nhã Dung thấy vẻ chần chừ của ông ta, lên tiếng cổ trách: hạnh phúc cả đời của con gái quan trọng hay là bình rượu tay ấy của ông quan trọng hả? Mau lấy nó ra cho tôi. Bạch Cảnh Bình nhìn bà ta với vẻ tràn đầy sự tính toán: tôi có thể cống hiến rượu ngon cả 100.000 tệ, nhưng tôi muốn biết bà lại định giở trò gì đây. Nói nhiều, đương nhiên là mau chóng để anh An có bầu với Nam Cung Thiên Ân chứ sao. Hứa Nhã Dung cướp luôn bình rượu trên tay ông ta: không phải là bà định đánh thuốc cậu ta đấy chứ? Ông nghĩ tôi ngu sao? Làm như thế có khác nào để anh An vào chỗ chết đâu. Thế bà định làm gì? Trước say cậu ta. Hứa Nhã Dung cười với vẻ nham hiểm, sau đó nhìn ông ta rồi nói: cho nên lát nữa ông chỉ việc cứ thế rót rượu ép cậu ta uống là được. Bạch Cảnh Bình ồ lên một tiếng rồi nói: yên tâm, tôi sẽ cố gắng. Hơn nữa rượu say lực mạnh, anh An chắc có thể thành công. Hy vọng là có thành tích. Hứa Nhã Dung bất lực hít nhẹ một hơi. Bạch Ánh An và Nam Cung Thiên Ân về đến căn biệt thự nhỏ Bạch, vào phòng khách uống trà. Bạch Cảnh Bình luôn tìm chủ đề để lấy lòng Nam Cung Thiên Ân, còn Nam Cung Thiên Ân lại vẫn lạnh nhạt như trước, trả lời câu được câu trăng. Hứa Nhã Dung thấy không khí không được tốt cho lắm, vội vàng vào bếp bảo nhà bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Bạch Cảnh Bình đem bình rượu tây ra, cười niềm nở nói với Nam Cung Thiên Ân: Thiên Ân thiếu gia, đây là rượu ngon bố cất giữ 12 năm đấy. Ngày trước đàm phán hợp đồng hàng 100.000 tệ với chủ tịch của Hoa Thái, bố còn không nỡ đem ra mời ông ấy uống. Hôm nay đem ra cho Thiên Ân thiếu gia, lát nữa Thiên Ân thiếu gia nhớ uống nhiều một chút nhé. Nam Cung Thiên Ân cười nhẹ: nếu là rượu bố đã cất giữ hơn 10 năm, vậy thì cứ giữ lại đi, lát nữa con còn phải lái xe. Nhưng Bạch Cảnh Bình lại mở nắp chai rượu bụp một phát, vừa rót rượu cho mọi người vừa mỉm cười nói: Thiên Ân thiếu gia là khách quan trọng nhất của nhỏ Bạch,
Không để cho Thiên Ân thiếu gia uống thì còn cho ai uống được chứ? Ai cũng không có tư cách uống loại rượu ngon quý giá này hết. Nhìn ông kia, còn chưa uống đã bắt đầu ăn nói liên thiên rồi. Hứa Nhã Dung của Trách nhìn ông ta một cái, sau đó bưng cốc rượu lên nói với Nam Cung Thiên Ân. Hiếm khi Thiên Ân thiếu gia nể mặt đến nhà họ Bạch ăn cơm. Cả nhà bố mẹ mời con một cốc nhé. Đúng đúng, nên như vậy. Bạch Cảnh Bình đáp lời nâng cốc lên. Bạch Cảnh An nhìn mọi người một lượt cũng nâng cốc lên theo. Nam Cung Thiên Ân không tiện từ chối, đành chấp nhận lời mời của mọi người, ngửa cổ lên uống rượu trong cốc. Rượu này đúng là rượu ngon, chỉ là Nam Cung Thiên Ân tối qua vừa mới uống say, hôm nay thực sự không thể say một lần nữa, cho nên đành uống một ngụm ứng phó. Bạch Cảnh Bình thấy rượu trong cốc của anh vẫn còn một nửa, lập tức hỏi: Sao thế? Thiên Ân thiếu gia không uống quen loại rượu ngon này à? Không phải. Vậy thì mau uống hết đi nào. Nam Cung Thiên Ân bất lực, đành uống nốt nửa chỗ rượu trong cốc. Anh vừa uống xong, Hứa Nhã Dung liền lập tức rót đầy cho anh, sau đó nâng cốc mình lên nhìn anh mỉm cười. Thiên Ân thiếu gia, mẹ nghe anh An nói con đối xử với nó rất tốt. Mẹ chỉ có một đứa con gái ruột này, để cảm ơn con đã chăm sóc nó, mẹ mời con một cốc. Nam Cung Thiên Ân quay đầu sang nhìn Bạch Cảnh An một cái. Bạch Cảnh An ngại ngùng cúi đầu xuống, cổ trách: Mẹ, sao mẹ lại nói với Thiên Ân thiếu gia những lời con tâm sự với mẹ chứ? Sợ gì hả? Có phải nói xấu gì đâu, đúng không Thiên Ân thiếu gia? Hứa Nhã Dung quay đầu sang nhìn Nam Cung Thiên Ân rồi nói. Nam Cung Thiên Ân mỉm cười gật đầu, nâng cốc rượu cạch với bà ta một cái. Bất đắc sĩ đành uống cốc thứ hai. Uống xong, Bạch Cảnh An giả vờ ngăn bố mẹ đừng chuốc rượu nữa. Bạch Cảnh Bình cười ha ha nói: Nhìn kìa, lấy chồng là quên luôn cả bố mẹ. Biết là con muốn tốt cho chồng con, nhưng con gái à, bố hiếm lắm mới có dịp vui thế này. Con cứ để chúng ta uống thoải mái một bữa đi. Đúng đấy, lần sau muốn mời Thiên Ân thiếu gia đến ăn cơm cũng chưa chắc đã mời được. Hứa Nhã Dung ngồi bên cạnh nói chen vào. Bạch Cảnh An nhún vai nhìn Nam Cung Thiên Ân tỏ vẻ bất lực. Anh thấy chưa, anh đến đây ăn cơm thôi mà bố mẹ em còn vui hơn cả Tết nữa. Nam Cung Thiên Ân mỉm cười không nói gì. Sau khi ăn cơm xong, Nam Cung Thiên Ân quả nhiên đã ngà ngà say. Trước khi đi, Hứa Nhã Dung kéo Bạch Cảnh An vào một góc, nhìn sang chiếc xe chỗ cửa một cái rồi nói: Người thì mẹ đã giúp con giải quyết xong, tiếp sau đây là phải dựa vào con rồi. Nhưng mà mẹ ơi, con sợ nhỡ anh ấy lại phát bệnh thì phải làm thế nào? Nghe nói cậu ta mỗi tháng chỉ phát bệnh 1 đến 2 lần thôi, mấy hôm trước mới phát bệnh 1 lần, tối nay chắc chắn sẽ không đâu, cứ yên tâm. Hứa Nhã Dung an ủi xong, không yên tâm lại nhắc nhở thêm một câu: Cơ hội hiếm có, còn niệm mà nắm lấy. Mẹ yên tâm đi. Sau khi được bà ta động viên, Bạch Cảnh An cũng yên tâm hẳn, lập tức có ý chí để hành động. Vì Nam Cung Thiên Ân đã uống say, Bạch Cảnh An đích thân lái xe về nhà. Khi chiếc xe đi vào trong biệt thự nhà Nam Cung, đúng lúc gặp Thẩm Khắc và Phác Luyến Giao đi từ bên ngoài về. Phác Luyến Giao xuống xe, nhìn thấy hai người họ, khuôn mặt lập tức nở một nụ cười tươi. Anh họ chị dâu họ, hai người cũng mới về đấy à? Đúng thế, đến ăn tối ở nhà mẹ chị. Bạch Cảnh An dìu Nam Cung Thiên Ân đang say ngất ngưởng, hỏi đại một câu: Các em sao cũng về muộn thế? Em đi xem phim với Thẩm Khắc. Phác Luyến Giao tươi cười nói. Thẩm Khắc nhìn Nam Cung Thiên Ân đang loạng choạng hỏi: Anh họ sao thế? Lại uống say rồi à? Ừ, nói chuyện với bố chị vui quá nên uống hơi nhiều. Hay để em đợi anh họ đi lên cho. Thẩm Khắc đón lấy Nam Cung Thiên Ân từ tay Bạch Cảnh An rồi đi lên trên tầng. Sau khi đặt Nam Cung Thiên Ân xuống giường, Thẩm Khắc liền rời khỏi phòng ngủ của Nam Cung Thiên Ân. Căn phòng lập tức yên tĩnh lại. Bạch Cảnh An trở tay đóng cửa phòng, xoay người nhìn chằm chằm Nam Cung Thiên Ân nửa say nửa tỉnh trên giường, trên mặt dần xuất hiện nụ cười. Người đàn ông đẹp trai như vậy trước đó chỉ nhìn mà không chén được, khiến cô ta cứ ngứa ngáy ruột gan. Đợi bao nhiêu ngày như thế, cuối cùng cũng đợi được khoảnh khắc này. Lần này nếu anh vẫn có thể từ chối cô ta, vậy anh không phải là đàn ông đích thực. Cô ta đi vào nhà tắm, tắm rửa thơm tho đi ra. Cô ta lấy một chậu nước nóng trong nhà tắm, rồi cúi người
bắt đầu dùng hai tay cởi cúc áo trên người Nam Cung Thiên Ân. Cúc áo được cô ta cởi từng cái một, cơ bắp hoàn hảo của anh dần dần lộ ra. Mặc dù cô ta đã gặp vô số mỹ nam, nhưng lại rất ít người quyến rũ như người đàn ông trước mặt. Chỉ nhìn anh hở nửa người thôi mà cô ta đã hứng lắm rồi. Khăn ấm trêu ghẹo bờ ngực gợi cảm của anh, ngón tay thon dài trượt qua gương mặt tuấn tú của anh. Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng có phản ứng, mơ màng ngước mắt lên. Bạch Cảnh An thấy anh tỉnh thì dùng giọng nói cực kỳ ngây thơ nói: "Đại thiếu gia, anh đừng cử động linh tinh, em đang lau người cho anh." "Cưng ơi, em đang lau người sao?" Nam Cung Thiên Ân nở nụ cười mê hoặc với cô ta, sau đó túm cổ tay đang cầm khăn của cô ta, kéo cô ta lên người mình. Bạch Cảnh An xấu hổ hét khẽ: "Đại thiếu gia, anh đừng có động đậy linh tinh." "Ngoan, phải là em đừng động đậy linh tinh mới đúng." Nam Cung Thiên Ân xoay người để cô ta bên dưới, cúi đầu hôn lên môi cô ta. Lòng bàn tay Bạch Cảnh An buông lỏng, khăn lông rơi khỏi tay cô ta. Hai cánh tay thon thả ôm lấy cơ thể anh, cười đắc ý. Sau màn hôn môi nồng cháy, quần áo trên người cả hai nhanh chóng bị lột bỏ. Khi Bạch Cảnh An tưởng bản thân sắp thực sự trở thành người phụ nữ của Nam Cung Thiên Ân, thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng hét sốt ruột: "Không hay rồi, không hay rồi, bé cưng có chuyện rồi." Một tiếng "bé cưng có chuyện rồi" sốt ruột này ngay lập tức khiến hai người đang chìm trong tình dục bừng tỉnh. Đầu óc Bạch Cảnh An trống rỗng, sắc mặt cũng ngay lập tức thay đổi. Cảm giác đầu tiên là muốn giết chết đồ khốn kiếp Phác Luyến Giao. Không đợi cô ta nghĩ ra kế sách, Nam Cung Thiên Ân đã chồng mình xuống giường, vừa lấy áo tắm trên giá khoác lên người, vừa nhanh chóng lao ra cửa. "Đại thiếu gia!" Trong lúc cấp bách, Bạch Cảnh An hét lên một tiếng với bóng lưng của anh. Xong Nam Cung Thiên Ân đã xông ra ngoài rồi. Cô ta trần trụi đờ đẫn trên giường, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sau khi ngồi thẫn thờ trên giường một lúc, cô ta buộc phải chấp nhận sự thật rồi xuống giường, cũng khoác một cái áo ngủ trên giá quần áo đi đến phòng của em bé. Khi cô ta đến nơi, Phác Luyến Giao đang ôm bé, lòng nóng như lửa đốt hỏi Nam Cung Thiên Ân: "Anh họ, vừa nãy em vừa vào thì thấy sắc mặt bé đỏ ửng, hô hấp thì khó khăn, trông có vẻ rất nghiêm trọng. Chúng ta đưa bệnh viện ngay đi." Nam Cung Thiên Ân bị bệnh của con làm cho hết hồn, tỉnh nửa cơn say, anh gần như không suy nghĩ gì mà gật đầu luôn. "Được, đưa đi viện." Bạch Cảnh An tức điên rồi, xông lên giật đứa bé từ trong lòng Phác Luyến Giao, vừa khóc vừa hét: "Ai cho cô động vào con tôi? Ai cho cô động vào nó? Cút đi cho tôi. Con tôi không giao hết, nó sẽ không sao hết." Nước mắt cô ta có một nửa là diễn, một nửa là vì tức. Cô ta biết Phác Luyến Giao nhất định là cố ý. Còn đàn bà đáng ghét này. Phác Luyến Giao cũng bày vẻ mặt sốt ruột: "Chị dâu họ, vì em là bác sĩ nên bà dặn em để ý bệnh của em bé một chút. Em..." "Con tôi không làm sao hết, không làm sao hết." Cô ta quay đầu lườm bảo mẫu tức giận quát: "Cô trông bé kiểu gì thế hả? Tại sao đến cả việc nó có chuyện mà cũng không biết? Tôi cần các người ở đây làm gì chứ?" Bảo mẫu bị cô ta quát cho cúi gằm đầu. Vừa nãy cô ấy ngủ quên mất, căn bản không biết có chuyện gì. Đột nhiên bị tiếng kêu của Phác Luyến Giao đánh thức. Sau đó thì thấy Phác Luyến Giao ôm đứa bé rồi. "Anh An, mau đưa con cho anh." Nam Cung Thiên Ân thấy Bạch Cảnh An sốt ruột điên rồi, vội giơ tay gian với cô ta: "Em đã nói là con không sao, em không muốn đưa nó vào viện. Bác sĩ Hoàng đâu? Gọi bác sĩ Hoàng đến cho tôi." Bạch Cảnh An gào thét. Bảo mẫu ngay lập tức chạy đi gọi điện thoại nội bộ. Chẳng mấy chốc lão phu nhân cũng đến, nhìn thấy trong phòng ồn ào, ngay lập tức sốt ruột hỏi: "Làm sao thế? Đứa bé làm sao?" Phác Luyến Giao tiến lên đỡ cánh tay lão phu nhân, vội nói: "Bà ơi, đứa bé đột nhiên không thở được nữa, cũng không biết vì sao, nhưng chị dâu họ không muốn đưa bé vào viện." "Túi oxy đâu? Dùng chưa?" lão phu nhân sốt ruột hỏi. "Dùng rồi." Bác sĩ Hoàng cũng đến rất nhanh. Nam Cung Thiên Ân ôm đứa bé từ trong lòng Bạch Cảnh An ra đặt lại về nuôi. Đại khái là vì tác dụng của túi oxy nên sắc mặt đứa bé không còn đỏ như vừa nãy nữa, hô hấp cũng không gấp như thế. Bạch Cảnh An mệt mỏi ngã ngồi bên cạnh chiếc nôi, nước mắt lã chã nhìn đứa bé trong nôi, trong lòng thì lại hận đến nghiến răng. Đứa bé đáng ghét, việc thành cũng nhờ nó, thất bại cũng tại nó. "Bác sĩ Hoàng, bé làm sao thế?" Nam Cung Thiên Ân lo lắng hỏi.
Bác sĩ Hoàng sau khi quan sát kỹ càng đứa bé thì đáp: vừa nãy có lẽ là bị thứ gì đó chặn khí quản, nhưng giờ từ từ đỡ rồi. Nghe thấy lời bác sĩ nói, mọi người mới thở phào. Bác sĩ Hoàng nhìn đứa bé, rồi lại nhìn Bạch Cảnh An ngồi bệt trên đất, dè dặt nói: nhưng mà lão phu nhân, đại thiếu gia, hai người cũng phải chuẩn bị tâm lý. Việc thế này sau này sẽ thường xuyên xảy ra. Đứa bé còn quá nhỏ, không biết tự điều chỉnh tư thế xử lý tình huống khẩn cấp. Cho nên... Bác sĩ Hoàng không nói tiếp được nữa. Lão phu nhân cười gượng: cho nên lúc nào cũng có thể rời xa chúng tôi, đúng không? Đứa bé ăn ngày càng ít. Hôm nay tổng cộng mới uống có 30ml sữa, sữa chừng còn bị sặc 2 lần. Đủ rồi, đừng nói nữa. Bạch Anh An hét với ông ấy. Cô ta biết đứa bé ngày càng yếu, rất có thể không đợi được cô ta mang thai đã qua đời. Nhưng việc ngoài ý muốn tối nay chắc chắn là do người làm. Nhưng cô ta lại không thể đứng ra chỉ trích Phác Luyến Giao, vì cô ta không có chứng cứ. Nếu trở mặt với Phác Luyến Giao thì khi lớn chuyện, Phác Luyến Giao chắc chắn sẽ nói ra nghi ngờ trong lòng cô ta. Sau đó lão phu nhân và Nam Cung Thiên Ân cũng sẽ bắt đầu để ý việc này. Giờ cô ta còn chưa biết rõ Phác Luyến Giao rốt cuộc muốn làm gì. Cô ta không được thiếu bình tĩnh. Cô ta vẫn ngồi cạnh nôi, hai tay bảo vệ vành nôi, dáng vẻ đau đớn khôn cùng. Nam Cung Thiên Ân cúi người kéo cô ta dậy, ôm vào lòng an ủi: ngoan, đừng khóc nữa, con đã không sao rồi. Nhưng mà lời bác sĩ Hoàng nói đáng sợ quá, nhỡ con... Cô ta dựa vào lòng Nam Cung Thiên Ân, nức nở nói không nên lời. Lão phu nhân khẽ khịt mũi, giấu đi nỗi buồn trong lòng, liếc cô ta bực mình nói: giờ cô khóc thì có ích gì? Đứa bé thành ra như thế này không phải là tại cô cả sao? Xin lỗi bà, cháu sai rồi. Bạch Ánh An càng chảy nhiều nước mắt hơn. Biết sai thì có ích gì? Lúc đầu... Được rồi bà ơi, chị dâu họ đã buồn lắm rồi, bà đừng nói chị ấy nữa. Phác Luyến Giao khoác cánh tay lão phu nhân, dịu dàng nói: cháu đỡ bà về phòng nghỉ ngơi nhé, đỡ làm ảnh hưởng bé ngủ. Đúng đó, bà nội về phòng nghỉ trước đi, Nam Cung Thiên Ân nói. Lão phu nhân nhìn đứa bé, sai bảo mẫu chăm sóc nó cẩn thận xong thì mới xoay người rời khỏi phòng ngủ của bé. Bác sĩ Hoàng nói với mọi người: mọi người về nghỉ cả đi, tôi ở đây trông bé là được rồi. Nam Cung Thiên Ân cúi đầu nhìn Bạch Ánh An nói: chúng ta về phòng nghỉ trước đi. Không, anh đi ngủ đi, em muốn ở đây với con. Bạch Ánh An nghẹn ngào nói xong thì đi đến cạnh nôi đứa bé, dáng vẻ lưu luyến không rời. Lúc thế này nếu cô ta còn có thể yên tâm về phòng ngủ thì hơi vô lý. Cho nên dù phải cố chịu đựng thì cô ta cũng phải chịu qua tối nay. Hôm sau mới sáng ra, Phác Luyến Giao đã lại đến phòng trẻ con. Cô ta đứng cạnh nôi quan sát đứa bé rồi hỏi: chị dâu họ, đêm qua bé ổn chứ? Ổn lắm. Bạch Ánh An ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn cô ta nói. Phác Luyến Giao ngồi xuống cạnh cô ta, nhìn gương mặt tiều tụy của cô ta. Chị dâu, em xin lỗi nhá, tối qua tại em làm to chuyện khiến chị sợ nhỉ. Bạch Ánh An lại đưa mắt nhìn cô ta, cười gượng nói: sao lại nói xin lỗi? Nếu không phải em phát hiện bé có chuyện thì có lẽ em bé đã mất mạng rồi, chị phải cảm ơn em mới đúng. Nói xong cô ta lại dùng giọng điệu bực mình nói: nhưng mà cái cô bảo mẫu này chẳng làm tròn trách nhiệm gì cả, đến cả bé em bé phát bệnh cũng không biết, chị nhất định phải bảo Thiên Ân đuổi việc cô ta mới được. Lúc ấy muộn quá, lúc em vào thì cô ấy đã tựa vào cạnh nôi ngủ rồi. Phác Luyến Giao vỗ tay cô ta an ủi: nhưng mà chị cũng đừng làm khổ bản thân mình quá, về phòng ngủ đi, em ở đây trông bé giúp cho chị. Nhưng mà chị muốn đích thân trông nó, dù sao thời gian của nó cũng không còn nhiều nữa. Bạch Ánh An dưng dưng nói: nhưng chị cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ, sau này thời gian bé cần chị có lẽ còn nhiều hơn. Nếu mà chị mà kiệt sức thì ai có thể thay người làm mẹ như chị để bầu bạn với nó chứ. Bạch Ánh An nghĩ một lúc, cười gượng với cô ta: vậy em trông hộ chị nhé,
hôm nay Thiên Ân phải tăng ca, người khác thì chị không yên tâm, đặc biệt là cái cô bảo mẫu thiếu cẩn thận này. Vâng, em biết rồi. Phác Luyến Dao quan tâm nói. Chị đi ăn sáng đi, rồi ngủ giấc thật ngon. Được, cảm ơn em. Bạch Ánh An ra khỏi phòng ngủ của đứa bé, xoay đầu nhìn cánh cửa đã đóng kín một cái, nghĩ bụng cứ để cô ta ở đây là được rồi, xem cô ta có thể giở trò gì. Tối qua mơ mơ màng màng, chịu đựng cả buổi tối, cô ta đã buồn ngủ đến mức mắt díp hết cả lại. Giờ cuối cùng cũng có thể về phòng ngủ một giấc thật ngon lành rồi. Mới sáng ra, Bạch Tinh Nhiên đã ăn diện chuẩn bị ra ngoài. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Ngoài Tô Tích và Diêu Mỹ ra, không có ai biết cô ở đây. Là Tô Tích sao? Liệu có phải cô ấy mang tin tốt đến cho mình không? Nghĩ đến khả năng này, cô ngay lập tức vui mừng đi về phía cửa chính. Khi cô nhìn thấy Lâm Phu Nhân ở cửa thì ngay lập tức đờ ra tại chỗ. Ai thế? Chu Tuệ đi từ phòng bếp ra, Bạch Tinh Nhiên định thần lại, vội gọi. Liên Phu Nhân, chào buổi sáng. Nếu không phải gả cho Nam Cung Thiên Ân thì Bạch Tinh Nhiên thậm chí còn không biết quý bà trước mặt là con ruột của Nam Cung Lão Phu Nhân, cũng chính là cô ruột của Nam Cung Thiên Ân. Thì ra là người nhà Nam Cung, thảo nào khí chất lại hơn người như vậy. Lâm Phu Nhân đi vào, tự đi đến sofa ngồi xuống, nhìn hai mẹ con rồi cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Bạch Tinh Nhiên, nói: Nghe nói cô định kết hôn với An Nam nhà tôi. Trước đó mặc dù Chu Tuệ chưa từng gặp Lâm Phu Nhân, nhưng nghe thấy câu đầu tiên của bà ta đã hiểu ngay, thì ra bà ta là mẹ của Lâm An Nam. Bạch Tinh Nhiên rót cốc nước cho bà ta, lịch sự đáp: Lâm Phu Nhân, Lâm Tiểu Gia đúng là đã hứa việc kết hôn với cháu. Nhưng tôi nhớ năm ngoái tôi đã nói rất rõ ràng, hai đứa không thể kết hôn. Bao lâu này tôi tưởng hai đứa đã chia tay rồi, sao tự nhiên lại làm lành? Lâm Phu Nhân tức giận nói. Bạch Tinh Nhiên cười khổ trong lòng, không ngờ lúc đầu một câu nói giận dỗi của mình lại tạo thành tình hình hôm nay. Đây là tự đào hố chôn mình à? Lão Phu Nhân, cháu nghĩ việc này bác phải bàn với Lâm Thiếu Gia. Nếu Lâm Thiếu Gia bằng lòng chia tay thì cháu sẽ phối hợp. Cô nói nghiêm túc. Lâm Phu Nhân càng không vui. Ý cô là? Là An Nam nhà tôi bám cô. Không thể nói là bám, nhưng nếu anh ấy muốn thì cháu lúc nào cũng có thể chia tay với anh ấy. Lâm Phu Nhân. Chu Tuệ vội đi đến ngồi xuống cạnh Bạch Tinh Nhiên, nhìn Lâm Phu Nhân dè dặt nói. Mặc dù Tinh Nhiên là con riêng của nhà họ Bạch, nhưng nhà Bạch từng nói sẽ coi nó như con ruột của mình, để nó gả đi một cách vẻ vang. Nếu Lâm Thiếu Gia lấy Tinh Nhiên cũng không coi là thất lễ. Lâm Phu Nhân lắc đầu. Thực ra tôi cũng không phải người thực dụng như vậy, trước đó cũng không phản đối hai đứa ở bên nhau, nhưng nhà Nam Cung không thích nó, cũng không muốn An Nam lấy nó, cho nên tôi không thể để hai đứa kết hôn. Chu Tuệ không nói gì nữa. Bạch Tinh Nhiên nói. Lâm Phu Nhân, hay là bác về khuyên An Nam thử xem. Ý cô là chỉ cần tôi khuyên được An Nam thì cô sẽ biết điều rời đi đúng không? Dạ đúng. Được, tôi hy vọng cô sẽ giữ lời. Lâm Phu Nhân đứng dậy khỏi sofa, xoay chân đang định rời đi thì ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói của Lâm An Nam. Không cần khuyên nữa, con đã quyết định rồi. Thấy Lâm An Nam đi vào, sắc mặt Lâm Phu Nhân ngay lập tức xa sầm lại, liếc anh ta. Chẳng phải con đến công ty rồi sao? Sao lại chạy đến đây? Mẹ, chẳng phải mẹ cũng lừa con, nói là đi đặt khách sạn cho con sao? Lâm An Nam đi vào, nhìn Lâm Phu Nhân với vẻ không vui. Sao mẹ lại đến đây? Điều cần nói con đã nói với mẹ cả rồi. Cả đời này con sẽ chỉ lấy một mình Tinh Nhiên thôi. Dù mẹ muốn tước quyền thừa kế tập đoàn Lâm thị của con cũng được. Con! Lâm Phu Nhân tức giận chừng anh ta, sau đó liếc Bạch Tinh Nhiên bên cạnh anh ta một cái, hơi mất mặt, hít sâu một hơi. Con thực sự có thể bỏ cả quyền thừa kế Lâm thị? Đúng thế, con chỉ cần Tinh Nhiên
Lâm An Nam giơ cánh tay lên kéo Bạch Thiên Nhiên vào lòng, nói rất nghiêm túc. Lâm phu nhân gật đầu. Được lắm. Nếu con đã quyết định như thế thì mẹ sẽ chiều theo ý con. Cảm ơn mẹ. Vẫn phải làm phiền mẹ lo cho việc làm hôn lễ cho con. Lâm An Nam mỉm cười, vỗ vai Bạch Thiên Nhiên nói. Mẹ yên tâm. Ngày trước chẳng phải mẹ vẫn cảm thấy Thiên Nhiên rất tốt sao? Sau này cô ấy chắc chắn sẽ hiếu thuận với mẹ, đúng không Thiên Nhiên? Ừ. Bạch Thiên Nhiên đáp bừa, trong lòng hơi bối rối. Lâm phu nhân chuyển mắt sang cô, lạnh giọng hỏi. Tôi khá là tò mò. Nếu An Nam bỏ quyền thừa kế Lâm thị, thì Bạch tiểu thư còn gả cho nó không? Bạch Thiên Nhiên nhìn Lâm An Nam. Thực ra dù Lâm An Nam có 10 cái quyền thừa kế Lâm thị, cô cũng không muốn gả cho anh ta. Nhưng cô không nói như vậy được, chỉ có thể gật bừa. Cháu bằng lòng. Nghe thấy câu trả lời của cô, Lâm An Nam hài lòng mỉm cười. Vẻ mặt Lâm phu nhân cũng dịu đi. Thực ra ngày trước bà ta đã cảm thấy Bạch Thiên Nhiên rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, cũng khá là thích. Nhưng vẫn ngại thân phận con riêng nhỏ Bạch của cô, trong lòng không thoải mái cho lắm. Nhưng nếu Lâm An Nam cứ phải ở bên cô như ngày trước, vậy bà ta đương nhiên cũng không thiện chế dễ họ mãi. Nếu hai đứa đã quyết chí muốn bên nhau như vậy thì được rồi. Mẹ sẽ về xem ngày. Nhưng mẹ nhắc hai đứa, nếu để anh con thừa kế thì đến lúc đó hai đứa có lẽ còn không giữ được căn nhà này. Tốt nhất là chuẩn bị tâm lý đi. Mẹ yên tâm đi. Bọn con có tay có chân, có thể tự nuôi sống bản thân. Lâm An Nam bày vẻ mặt bất cần. Nói thì nghe có chí khí lắm. Lâm phu nhân khinh thường hừ một tiếng, liếc con trai, vớ lấy chiếc túi trên sofa đi ra cửa. Sau khi Lâm phu nhân về, Chu Tuệ ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng không nói ra, cuối cùng đi vào phòng bếp pha trà. Lâm An Nam xoay người quan sát Bạch Thiên Nhiên đang im lặng, cười khẽ nói. Sao thế? Sợ ngu người luôn à? Bạch Thiên Nhiên ngước mắt lên nhìn anh ta rồi nói. Lâm thiếu gia, hay là chúng ta... Tốt nhất em đừng nói ra mấy lời kiểu chúng ta đừng kết hôn nữa thì hơn. Lâm An Nam ngắt lời cô. Bạch Thiên Nhiên bị anh cướp lời, hơi bối rối mỉm cười, nói. Nhưng mà cái giá khi anh làm như vậy quá đắt. Anh không sợ mất Lâm thị sao? Lúc đầu anh ta có thể phản bội cô vì Lâm thị, hôm nay thế mà lại vì cô mà bỏ quyền thừa kế Lâm thị. Mới chưa đến một năm, rốt cuộc cái gì đã thay đổi anh ta? Đương nhiên cô sẽ không tin bản thân có sức hút lớn đến mức khiến anh ta thay đổi. Vậy em thì sao? Em sợ không? Lâm An Nam nhìn chằm chằm cô hỏi bạn lại. Tôi có gì mà phải sợ? Thế là được rồi. Em còn không sợ. Mà tôi sợ cái gì? Lâm An Nam mỉm cười kéo cô vào lòng, vuốt tóc cô. Yên tâm đi, mẹ tôi thương tôi nhất. Anh trai tôi lại là cái tính chẳng làm nên trò trống gì. Lâm thị không thể để anh ấy kế thừa. Vậy lúc đầu anh... Bạch Thiên Nhiên đột nhiên ngừng lại. Việc qua lâu như vậy rồi, có gì đâu mà nhắc lại chứ. Thực sự là không cần. Nó cứ như cái gai đâm trong tim cô, rút ra thì sẽ đau âm ỉ. Muốn khỏi nhanh thì không nên chạm vào nó nữa. Lâm An Nam im lặng. Việc đó cũng là hạt cát trong lòng anh ta, khiến anh ta vô cùng khó chịu. Lúc đầu anh ta trầm ngâm một lát. Lúc đầu là vì sợ bị anh trai tôi cướp quyền thừa kế. Đến cả căn phòng hiện tại tôi cũng không giữ được, cho nên mới để ý quyền thừa kế như vậy, sau đó làm ra việc làm tổn thương em và khiến tôi hối hận. Xin lỗi em. Tình nhiên. Anh ta bất lực thở dài. Việc đã qua, tôi không muốn nhắc lại nữa. Vậy em sẽ tha thứ cho tôi chứ? Lâm An Nam buông cô ra, cúi xuống nhìn cô hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Không. Bạch Tình Nhiên lắc đầu, cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Nếu không phải tại các anh thì tôi sẽ không gả vào nhà Nam Cung, sẽ không chịu nhiều khổ sở như vậy, sẽ không đánh mất con của mình. Mẹ tôi và Tiểu Ý cũng sẽ không chịu nhiều vất vả như thế.
Lâm thiếu gia, thực ra tôi chẳng muốn gả cho anh một chút nào. Sắc mặt Lâm Ân Nam hơi thay đổi, không phân rõ được là hụt hẫng hay thất vọng. Bạch Tinh Nhiên cười khổ một cái, tiếp đó nói: nhưng tôi vẫn luôn là Bạch Tinh Nhiên mà anh tin tưởng. Bạch Tinh Nhiên giữ chữ tín. Cho nên anh yên tâm, nếu như chúng ta đã giao hẹn trước, vậy thì tôi chắc chắn sẽ kết hôn với anh. Sao cảm giác như tôi đang ép cưới vậy? Lâm An Nam cười gượng. Tôi thấy việc này có khác gì ép cưới đâu. Bạch Tinh Nhiên nói. Đương nhiên đây là tôi tình nguyện bị ép. Lâm An Nam im lặng một lúc, nụ cười lại nở trên mặt. Dù thế nào thì lần này tôi sẽ không buông tay nữa. Cưỡng ép cũng được, ép cưới cũng được, em ngoan ngoãn để làm cô dâu là được rồi. Trong lòng Bạch Tinh Nhiên vụt qua chút thất vọng. Cô còn tưởng sau khi mình nói như vậy, lương tâm Lâm An Nam sẽ trỗi dậy và sẽ tha cho cô. Xem ra mình vẫn nghĩ về anh ta quá tốt đẹp rồi. Cô khẽ gật đầu. Tôi biết rồi. Bạch Cảnh An ngủ đến giữa trưa, đến tận khi Tiểu Lục đến gọi cô ta xuống ăn trưa mới dậy. Trên bàn cơm chỉ có cô ta, Lão Phu Nhân và Phác Luyến Giao. Phác Luyến Giao nhìn chằm chằm Bạch Cảnh An, quan tâm hỏi han. Chị dâu họ, cả tối qua chị không ngủ, giờ nghỉ ngơi ổn rồi chứ? Bạch Cảnh An ngước mắt lên nhìn cô ta cảm kích nói. Tốt lắm rồi, cảm ơn em trông bé giúp chị. Cảm ơn gì chứ, là bà không yên tâm bảo mẫu nên bảo em để ý bé chút. Bà nhỏ. Phác Luyến Giao xoay sang Lão Phu Nhân cười khẽ. Lão Phu Nhân gật đầu. Mấy hôm nay vất vả cho cháu quá. Bà ơi, sao bà lại khách sáo với cháu như chị dâu họ thế? Được rồi, không nói nữa, ăn cơm đi. Lão Phu Nhân cúi đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong, Phác Luyến Giao rút giấy vừa lau miệng vừa nói với Bạch Cảnh An. Chị dâu à, nếu chị nghỉ ngơi xong rồi thì chiều chị tự chăm bé nhé. Em có chút việc phải ra ngoài. Được, em đi làm việc đi. Bạch Cảnh An gật đầu. Ăn cơm trưa xong, lúc Bạch Cảnh An về phòng thì tiện thể đi xem đứa bé. Đứa bé ngủ rồi, túi oxy trên mặt đã được lấy xuống. Thiếu Phu Nhân. Bảo mẫu lễ phép gọi Bạch Cảnh An. Bạch Cảnh An đáp lại, đi đến cạnh nôi đứa bé nhìn nó rồi hỏi. Bé con vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe, cả sáng không dùng túi oxy. Bảo mẫu nói. Ừ, vậy thì tốt. Bạch Cảnh An đang định xoay người đi thì đột nhiên tinh mắt thấy tóc mai của đứa bé hình như bị người ta cắt mất. Tim cô ta đập thịch một cái, vươn tay vặn mặt đứa bé định nhìn rõ hơn. Không sai, tóc đã bị cắt. Mặc dù cắt rất khéo, nhưng vì tóc trẻ con vốn ít cho nên có thể nhìn ra được. Cô ta ngừng đầu nhìn bảo mẫu rồi hỏi. Có ai động vào tóc thằng bé không? Không có. Bảo mẫu đi tới với vẻ ngờ vực, quan sát đứa bé trong nôi rồi hỏi. Tóc bé sao thế, Thiếu Phu Nhân? Bạch Ánh An tỉnh táo lại, vội đáp. Không sao, tôi chỉ cảm thấy tóc bé hình như hơi khác. Bảo mẫu nhìn một lúc rồi lắc đầu. Không có gì khác hết. Ừ, có thể là do tôi nhìn nhầm thôi. Bạch Ánh An gần như là không trụ được, nói với cô ấy. Cô trông bé cẩn thận, tôi về phòng thay quần áo. Được, Thiếu Phu Nhân. Bảo mẫu gật đầu. Bạch Ánh An chật vật đứng không vững, cất bước đi về phòng của mình. Bước chân cô ta nhẹ bẫng đến mức gần như không đỡ nổi cơ thể bản thân. Về đến phòng ngủ, cô ta tiện tay đóng cửa phòng, thân thể tựa vào sau cửa, hai chân mềm nhũn, cuối cùng cũng mất sức trượt xuống đất. Tóc đứa bé rõ ràng là đã bị cắt bằng kéo. Người khác có lẽ sẽ không nhìn ra, nhưng cô ta bao lâu nay vốn đã chột dạ, sợ Phác Luyến Giao sẽ giở trò gì, cho nên vẫn luôn để ý mỗi một thay đổi của đứa bé. Đương nhiên là có thể nhìn ra ngay. Theo phong tục truyền thống, trẻ con trong 100 ngày không được cắt tóc, không thể nào là người nhà Nam Cung cắt được. Hơn nữa tóc đứa bé ngắn như vậy, người khác cũng chẳng có lý do gì để cắt cả. Sáng nay là Phác Luyến Giao tự xung phong trông đứa bé giúp cô ta, vậy thì tóc nhất định là do Phác Luyến Giao cắt, nhất định là thế. Còn việc cô ta cắt tóc đứa bé
nhất định là đến việc giám định ADN. Ngoài mục đích này ra, không thể có mục đích khác. Làm sao đây? Cô ta phải làm sao đây? Cô ta càng nghĩ càng sợ, càng sợ thì càng không biết phải làm thế nào. Mãi một lúc, cô ta mới lấy lại chút lý trí từ trong hoảng loạn, bắt đầu lục tìm điện thoại trong túi, sau đó gọi vào số của Hứa Nhã Dung. Không đợi Hứa Nhã Dung ở đầu kia lên tiếng, Bạch Cảnh An đã sốt ruột nói: "Mẹ ơi, mẹ mau đến giúp con đi." Những ngày qua, điều Hứa Nhã Dung sợ nhất chính là nhận được điện thoại nhờ giúp đỡ của Bạch Cảnh An, vì điều đó báo hiệu có chuyện xảy ra. Sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu của cô ta, tim bà ta thắt lại, lao ra ngoài. "Sao thế? Việc tối qua không thành công?" Bạch Cảnh An lau nước mắt trực trào, đến cả giọng nói cũng run lên. "Mẹ, lần này con xong đời rồi. Phác Luyến Giao kia đúng là đáng ghét. Cô ta tối qua nó làm hỏng việc của con." Giọng Hứa Nhã Dung lạnh hẳn đi. "Cô ta đâu chỉ làm hỏng việc của con tối hôm qua. Hôm nay cô ta còn cắt tóc đứa bé. Mẹ ơi, mẹ nói xem cô ta có cầm tóc của con với đứa bé đến để làm xét nghiệm ADN không? Có phải cô ta vẫn luôn nghi ngờ con không?" "Ánh An, con đừng sợ vội." "Sao con có thể không sợ chứ? Nếu cô ta phát hiện con và đứa bé không có quan hệ huyết thống, vậy chẳng phải là con toi rồi sao? Lão phu nhân và Nam Cung Thiên Ân nhất định sẽ phát hiện bí mật của chúng ta." Chỉ cần nghĩ đến việc người nhà Nam Cung phát hiện bí mật này là Bạch Cảnh An lại sợ đến mức mặt trắng bệch. Cô ta cứ ngỡ mình chỉ cần vào nhà Nam Cung thì kế hoạch coi như thành công rồi. Không ngờ trong nhà Nam Cung còn có một người phụ nữ nham hiểm như Phác Luyến Giao. Hứa Nhã Dung nghĩ một lúc rồi hỏi: "Phác Luyến Giao đang ở đâu?" "Lúc sáng ra vừa tốt bụng trông con giúp cho con, rồi cắt tóc, rồi thì đã ra ngoài rồi. Nói là có việc phải ra ngoài một chuyến, chắc là đến bệnh viện rồi." Bạch Cảnh An vẫn là dáng vẻ không hề có chút chính kiến nào, vừa gặp chuyện là chỉ biết hỏi Hứa Nhã Dung xem làm thế nào. "Vậy có nghĩa là giờ nó mới đến bệnh viện đúng không?" "Dạ." Hứa Nhã Dung lại trầm ngâm rồi nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Anh An, con nghe đây, hôm nay nó mới cầm tóc đến bệnh viện giám định, mà bình thường bệnh viện phải 3 ngày sau mới cho kết quả ra được. Dù làm gấp thì cũng phải 2 ngày, cũng có nghĩa là ít nhất phải 2-3 ngày nữa nó mới lấy được báo cáo giám định. Nhưng 2 hôm sau, nếu cô ta lấy được báo cáo giám định, vậy chẳng phải là con toi rồi sao?" Bạch Cảnh An chảy nước mắt nói: "Cho nên giờ cần con làm một việc." "Việc gì?" Giọng Hứa Nhã Dung chợt nham hiểm. "Để nó lấy được kết quả giám định xong thì người chết không đối chứng được." "Là sao?" "Bây giờ, ngay lập tức, bóc chết đứa bé." Hứa Nhã Dung gần như là nhả ra từng từ từng chữ nói hết câu này. Còn Bạch Cảnh An vừa nghe thì ngay lập tức đần thối mặt, mãi mới hét khẽ: "Mẹ, mẹ đang đùa gì thế?" "Mẹ không đùa." Hứa Nhã Dung nói: "Nếu con không khiến đứa bé chết bây giờ, vậy thì 2-3 hôm sau sẽ là con chết. Còn nữa, nhà họ Bạch chúng ta sẽ chôn cùng con luôn. Chẳng lẽ con muốn khiến cả nhà mình phải chết chung với một con bệnh ư?" "Con đương nhiên là không muốn rồi. Nhưng mà..." Bạch Ánh An lắc đầu, nước mắt rơi như mưa. "Mẹ, như vậy thì tàn nhẫn quá. Con không làm được." Mặc dù đứa bé này không phải con của cô ta, mặc dù mỗi lần nhìn thấy nó thì đều ghét, nhưng dù sao cũng là một mạng người. Nếu giết chết nó, vậy thì mình chẳng phải sẽ thành tội phạm giết người ư? Cô ta không ra tay được, cũng căn bản không làm được. Nhưng lời cảnh cáo của Hứa Nhã Dung lại vang vẳng bên tai: "Con không làm được cũng phải làm. Giờ vấn đề không phải là làm thiếu phu nhân nhà Nam Cung nữa, mà là giữ được mạng. Con có hiểu không?" "Con không muốn, con không làm được." "Ánh An, con nghe mẹ nói." Hứa Nhã Dung còn sốt ruột hơn cả cô ta. "Đứa bé này không có tâm thất, nó căn bản không thể sống được. Bác sĩ chẳng phải cũng đã nói, cùng lắm thì nó sống được 1 tháng ư? Nó bây giờ không uống được sữa,
không thở được nữa. Sống phút nào là đau đớn phút ấy. Còn không phải là đang hại nó, mà là đang giúp nó, giúp nó thoát khỏi cuộc đời đau khổ này, hiểu không? Nó sẽ không trách con. Con muốn trách thì cũng là trách Bạch Tinh Nhiên, mẹ ruột của nó. Là con danh Bạch Tinh Nhiên cứ đòi đưa nó đến với thế giới này. Con nghe rõ chưa? Con làm vậy là đang giúp nó, không phải là hại nó. Con biết rồi. Bạch Ánh An khó chịu đồng ý. Hứa Nhã Dung hít sâu một hơi, tiếp đó nói: Ánh An, nhớ kỹ, tính mạng nhỏ Bạch chúng ta rồi nằm cả trong tay con. Mẹ tin con biết quyết định thế nào đúng không? Bạch Ánh An rưng rưng gật đầu, cũng không quan tâm Hứa Nhã Dung có nhìn thấy không, sau đó cúp máy. Sau khi dập máy xong, cô ta ngồi rất lâu dưới đất để ổn định lại tâm trạng của mình, nhưng trong lòng vẫn cứ không bình tĩnh được. Mặc dù nói đứa bé này vốn là một con bệnh không sống được, mình giết chết nó là đang giúp nó chấm dứt đau khổ sớm, nhưng việc này dù sao cũng là giết người. Cô ta cần phải bình tĩnh, cần có đủ dũng khí mới dám đi ra khỏi căn phòng này. Lúc này cô ta thậm chí còn hơi hối hận vì quyết định lúc đầu của mình. Đang làm Lâm thiếu phu nhân ngon lành mà không làm, cứ đòi chạy đi làm Nam Cung thiếu phu nhân, rồi mới nhận ra nơi này còn ghê gớm hơn cả nhà họ Lâm. Căn bản không phải cái cô ta có thể điều khiển được. Chỉ có điều hối hận thì có ích gì, cô ta đã là cá nằm trên thớt rồi, không có đường lui nữa. Cô ta hiện tại chỉ có thể cắn chặt răng, quyết tâm đi hết con đường này. Nếu không thì chỉ có một con đường chết thôi. Ngồi trên sàn nhà một lúc lâu, Bạch Ánh An mới lấy lại biểu cảm trên mặt, sau đó kéo mở cửa đi đến phòng trẻ em. Bảo mẫu thấy cô ta quay lại thì lịch sự gọi một tiếng. Bạch Ánh An ừ một tiếng, quan sát đứa bé trong nồi hỏi: Bé con vừa nãy uống sữa chưa? Uống 10ml, cho hết một nửa. Bảo mẫu nói: Cô đi pha chút sữa mang lên, tôi đút cho nó. Cô ta ngẩng đầu cười đắng chát với bảo mẫu: Có lẽ bé con muốn mẹ đút. Được, giờ tôi đi luôn. Bảo mẫu cất bước đi ra ngoài. Sau khi bảo mẫu đi, trong phòng ngủ bỗng yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở dồn dập của đứa bé. Sự yên tĩnh kỳ lạ này khiến tâm trạng mãi mới bình tĩnh lại được của Bạch Ánh An lại bắt đầu hoảng loạn. Cô ta hít sâu, khom lưng bế đứa bé ra khỏi nôi. Cô ta bắt đầu quan sát tỉ mỉ nó, gương mặt nhỏ nhắn, cái miệng trúm chím, mũi bé xíu. Bé con đừng trách mẹ, cũng đừng hận mẹ. Lòng bàn tay cô ta run rẩy, khẽ khàng ụp vào đứa bé, rưng rưng lẩm bẩm: Xin con tin mẹ, nếu không phải vì con bị bệnh thì mẹ dù thế nào cũng không ra tay được. Bé cưng à, những ngày qua con khổ rồi, nhưng con yên tâm, mẹ sẽ để con giải thoát nhanh thôi. Ở thiên đường không có bệnh tật, kiếp sau nhất định phải là một bé con khỏe mạnh hạnh phúc, trưởng thành khỏe mạnh vui vẻ. Nước mắt Bạch Ánh An chảy ra. Dù bình thường cô ta có xấu tính như thế nào thì cũng chưa từng đích thân giết chết một sinh mạng như bây giờ, hơn nữa còn là một đứa bé vừa sinh không bao lâu. Bảo mẫu pha sữa xong từ nhà bếp đi ra, đúng lúc thấy lão phu nhân ngủ chưa dậy. Cô ấy dừng bước, lễ phép gọi: Lão phu nhân. Lão phu nhân nhìn sữa đã pha xong trong tay cô ấy hỏi: Đứa bé chẳng phải không chịu uống ư? Thiếu phu nhân nói cô ấy muốn tự bón sữa. Bảo mẫu mỉm cười nói: Có lẽ sữa mẹ bón thì đứa bé thích uống hơn một chút. Bé không uống được nhiều, uống rồi toàn nôn, nhỡ lại sặc thì làm sao? Lão phu nhân nói: Đợi thêm đi đã, đợi bé đói rồi lại bón. Chị Hà nháy mắt ra hiệu với bảo mẫu: Đi đổ sữa đi. Trong cái nhà này, lời lão phu nhân nói mới là thánh chỉ. Bảo mẫu đương nhiên không dám nhiều lời, ngoan ngoãn quay lại bếp đổ sữa vừa mới pha xong vào bồn nước. Sau khi ra khỏi phòng bếp, thấy lão phu nhân còn đứng ở chỗ cũ, bảo mẫu cúi đầu: Lão phu nhân, tôi lên trước nhé. Đi đi, chăm sóc tốt cho bé, chị Hà nói. Tôi sẽ cố gắng, bảo mẫu đáp lời. Đang định nhấc chân lên tầng thì trên tầng đột nhiên vang lên tiếng khóc thét. Ba người có mặt đều sửng sốt,
Sau khi ngơ ngác nhìn nhau thì chị Hà sốt ruột hỏi: Thiếu phu nhân sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Không biết nữa, vừa nãy vẫn bình thường mà. Bảo mẫu chạy lên tầng trước, lão phu nhân được chị Hà đỡ cũng vội vàng theo lên. Khi bọn họ đến phòng trẻ em thì thấy Bạch Cảnh An đang ôm bé ngã ra đất, nước mắt giàn giụa gào thét: Con ơi, con của tôi, bác sĩ Hoàng đâu? Sự việc thế này tối qua mới xảy ra, lão phu nhân tức giận trách cứ nói: Mà buông bé xuống, cô ôm chặt thế là muốn bóp chết nó à? Bảo mẫu vội vàng chạy đi gọi cho bác sĩ Hoàng, chị Hà thì đi lên gỡ tay cô ta ra thúc giục: Thiếu phu nhân, mau đặt bé lại về nôi, mau buông tay ra. Còn tôi tắt thở rồi, lần này nó thực sự không sống được rồi. Bạch Ánh An đau buồn khóc lóc, sau đó chỉ mũi dùi về phía bảo mẫu: Sao đến cả việc con tắt thở mà cô cũng không biết? Sao cô lại bất cẩn như thế? Trả con lại cho tôi. Tôi, thiếu phu nhân, vừa nãy tôi trông bé rõ ràng là bình thường. Bảo mẫu hoảng hốt không ngừng lắc đầu với xô tay, đột nhiên bị đổ cho cái tội to như vậy, cô ấy sao có thể không hoảng chứ. Tôi cũng tưởng nó vẫn còn thở, nhờ cô xem nó bây giờ, cô tự xem đi. Thiếu phu nhân, giờ cô đặt bé về nôi đi, xin cô đó. Bà mẫu đi tới hợp sức với chị Hà cướp lại đứa bé từ trong lòng Bạch Cảnh An đặt về giường. Sắc mặt đứa bé tím tái, đã không còn hô hấp nữa. Sao lại thế này? Vừa nãy rõ ràng là vẫn khỏe mà, nó vẫn còn uống sữa. Bà mẫu cũng bị sợ hết hồn, luống cuống cầm túi oxy lên đeo vào mặt đứa bé. Nhưng Bạch Cảnh An lại đẩy cô ấy ra xa nôi, khàn giọng hét: Giờ đeo còn có tác dụng gì chứ? Vừa nãy sao không đeo? Tại sao? Tôi không biết. Vừa nãy đứa bé vẫn hô hấp được, tôi chỉ... Ngụy biện, đều là ngụy biện. Bạch Cảnh An gào thét, lại ôm đứa bé vào lòng, quát cô ấy: Cút, cút hết cho tôi, đừng có chạm vào con của tôi. Lão phu nhân. Chị Hà hoảng loạn đỡ lão phu nhân đang mềm nhũn cả người, sốt ruột nói: Lão phu nhân, bà đừng sốt ruột vội, chúng ta ngồi xuống đã. Lão phu nhân đều đặn gật đầu, được chị Hà đỡ ngồi xuống sofa. Bác sĩ Hoàng đến rất nhanh, một tay Bạch Cảnh An ôm đứa bé, một tay kéo gấu áo bác sĩ Hoàng, đau đớn khóc cầu xin: Bác sĩ Hoàng, ông nhất định phải cứu con tôi, tôi không muốn mất nó, xin ông nhất định phải cứu sống nó. Thiếu phu nhân, cô thật bé xuống trước đã, bác sĩ Hoàng nói. Bạch Cảnh An lưu luyến không rời, đặt đứa bé về lại nuôi. Bác sĩ Hoàng kiểm tra cẩn thận một lúc, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ông ấy không từ bỏ lại tiến hành phương pháp cấp cứu, xong đứa bé từ đầu chí cuối chẳng hề tỉnh lại nữa. Cuối cùng ông ấy chỉ đành xoay người nói với lão phu nhân và Bạch Cảnh An: Lão phu nhân, thiếu phu nhân, xin lỗi, đứa bé không cứu được nữa. Tiếng khóc the thé lại lần nữa vang lên. Bạch Cảnh An cũng lại lần nữa ôm đứa bé vào lòng. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ mất đứa bé, nhưng lão phu nhân vẫn buồn đến mức rơi lệ. Chỉ có điều không phô trương như Bạch Cảnh An. Bà ta liếc Bạch Cảnh An đang khóc lóc thảm thiết, rồi lòng bàn tay gác lên cánh tay chị Hà, run giọng nói: Đợi tôi về phòng, báo thiên ân về xử lý hậu sự cho đứa bé. Vâng, lão phu nhân. Chị Hà rưng rưng nước mắt đỡ lão phu nhân rời khỏi phòng trẻ em. Vừa xử lý xong một cuộc họp khẩn cấp, Nam Cung Thiên Ân đang định về căn phòng thì Thẩm Khác cười ha hả đi tới nói: Anh họ, hôm nay là cuối tuần đó. Nam Cung Thiên Ân ngẩng đầu liếc cậu ta một cái: Cậu muốn thế nào? Giờ em đang trong thời kỳ yêu cuồng nhiệt, đương nhiên muốn dành chút thời gian cuối tuần để nuôi dưỡng tình yêu rồi. Thẩm Khắc mỉm cười: Tối nay có một bộ phim ra rạp, em với Luyến Giao đã hẹn cùng đi xem, anh có muốn dẫn chị dâu đi cùng không? Nam Cung Thiên Ân nghĩ một lúc, gật đầu: Được. Tối qua Bạch Cảnh An sửa hại như vậy, chắc trong lòng rất khó chịu, dẫn cô ấy đi xem phim thư giãn một chút cũng tốt. Nhưng em là vé 8 giờ, của anh chắc không mua được sớm như thế. Không sao, các cậu cứ xem trước đi. Nam Cung Thiên Ân vừa dứt lời thì điện thoại đổ chuông. Anh cầm điện thoại lên nhìn một cái,
rồi ngay lập tức nghe máy. Khi anh nghe được tin đứa bé đã qua đời từ miệng chị Hà, biểu cảm trên mặt anh bỗng chốc cứng đờ, không quá kinh ngạc, nhưng tim thì lại như bị kim châm một cái thật mạnh, đau đớn khó chịu. Đi rồi, con anh thế mà lại đi thật rồi. Thẩm Khác thấy sắc mặt anh chợt thay đổi, quan tâm hỏi han. Có chuyện gì rồi, anh họ? Nam Cung Tiên Ân bừng tỉnh, sau khi yếu ớt hít vào một hơi thì lắc đầu. Không có gì. Cậu về đi. Anh không thể hiện quá khích, cũng không ngay lập tức lao về nhà, mà thông thả dọn văn kiện họp trên bàn, đi về văn phòng mình. Thiên Ân thiếu gia, anh không sao chứ? Nhận được nỗi buồn từ sâu trong tim anh, trợ lý Nhan quan tâm hỏi. Có phải đứa bé có chuyện không? Vừa nãy lúc điện thoại Nam Cung Tiên Ân đổ chuông, cô ấy vô tình nhắc thấy là nhà Nam Cung gọi đến. Mà có thể khiến anh mất hồn mất vía như thế này, ngoài đứa bé ra thì chỉ có thiếu phu nhân thôi. Nam Cung Tiên Ân chỉ khẽ gật đầu, rồi đi ngang qua người cô bước về phía thang máy. Trợ lý Nhan sửng sốt, cô ấy không dám hỏi nhiều, vì thế đuổi theo Nam Cung Tiên Ân nói. Tiên Ân thiếu gia, để tôi đưa anh về đi. Không cần, tôi vẫn chưa đến mức không lái được cả xe. Nam Cung Tiên Ân không ngoảnh đầu lại mà từ chối luôn. Nam Cung Tiên Ân đỗ xe ở trước cửa nhà chính. Chị Hà ngay lập tức tiến lên nói với vẻ mặt đau buồn. Thái thiếu gia, xin cậu bớt đau buồn. Bà nội thế nào rồi? Nam Cung Tiên Ân vừa đi vào nhà vừa hỏi. Lão phu nhân đau lòng quá, đang nằm trong phòng. Còn thiếu phu nhân thì cứ như phát điên, ôm chặt đứa bé không chịu buông tay, ai cũng không khuyên được. Chị Hà nói. Nam Cung Tiên Ân nhanh chân lên tầng, bước vào phòng trẻ em, quả nhiên thấy Bạch Cảnh An đang ôm đứa bé ngồi trên sàn khóc ròng. Thấy anh vào, Bạch Cảnh An nức nở gọi. Đại thiếu gia. Sau đó thì nước mắt càng tuôn nhiều hơn, tủi thân nhìn anh. Nam Cung Tiên Ân dừng bước, sau đó đi đến trước mặt cô ta, ngồi xổm, giơ tay với cô ta. Anh An, con mất rồi, đưa con cho anh đi. Ngoan. Bạch Cảnh An theo bản năng ôm đứa bé chặt hơn, rồi lại lắc đầu. Không, đừng có ai hòng cướp mất con của em. Ai cũng đừng hòng. Đừng ngốc nữa, con đã rời khỏi chúng ta rồi, chúng ta phải nhanh chóng cho con nhập thổ an nghỉ mới đúng. Em không muốn, con không chết đâu, nó nhất định vẫn chưa chết. Bạch Cảnh An kéo tay anh khóc nức nở. Đại thiếu gia, chúng ta đưa con đến bệnh viện lớn nhất chữa trị được không? Nó nhất định sẽ sống được như tối hôm qua. Vô ích thôi. Mũi Nam Cung Tiên Ân cay cay, cười khổ nói. Anh An, em phải biết, chỉ cần còn một chút hy vọng thì anh cũng giống như em, không bỏ cuộc. Nhưng bác sĩ Hoàng đã nói con mất rồi, thì là mất. Không, đại thiếu gia, anh bế nó đi, nó vẫn còn ấm mà, nó chưa chết đâu. Bạch Ánh An đưa đứa bé đến trước mặt anh. Nam Cung Tiên Ân đón đứa bé từ trong lòng cô ta, nhìn sắc mặt tím tái của đứa bé, còn cả đôi tay không còn cử động nữa, cuối cùng không kiềm được mà rớt nước mắt. Anh ngắm nhìn đứa bé cẩn thận, cứ như muốn khắc ghi gương mặt nó vào tim, không bao giờ quên. Đây là đứa con đầu tiên của anh, có lẽ còn là đứa cuối cùng. Anh không nỡ để nó đi, nhưng anh không có năng lực giữ nó ở lại. Lần đầu tiên anh thấy bản thân bất lực đến như vậy. Bạch Ánh An bị sự nghiêm túc của anh làm cho thót tim, vội vàng giơ tay cướp con về từ trong tay anh, ôm vào trong lòng áy náy tự trách. Con ơi, tại mẹ không tốt, tại mẹ hại con. Nếu không phải mẹ nhất quyết đòi giữ con ra, thì con sẽ không chịu nhiều khổ sở như vậy. Con ơi, tha thứ cho mẹ. Anh An à, đừng khóc nữa. Nam Cung Thiên Ân ôm cô ta vào lòng, vỗ vai cô ta an ủi. Đưa con cho anh đi. Anh muốn đưa nó đi đâu? Bạch Ánh An bất chợt hỏi. Đưa nó đến chỗ nó phải đi, rời khỏi nhà Nam Cung.
có lẽ đây cũng là ước mơ trong lòng nó. Bạch Ảnh An ngước mắt lên, rơi lệ nói: em muốn đi cùng anh, muốn đích thân tiễn nó một đoạn đường. Không, em ở nhà nghỉ ngơi thì hơn. Nam Cung Thiên An sợ cô ta không chịu nổi, không nhẫn tâm để cô ta đi cùng mình. Bạch Ảnh An không biết bao giờ Phác Luyến Giao về, đứa bé phải được đưa đi trước khi Phác Luyến Giao về, cho nên cô ta không diễn tiếp nữa mà để Nam Cung Thiên An bế con ra ngoài. Vì đến rạp chiếu phim sớm, Thẩm Khắc và Phác Luyến Giao ngồi ở ghế nghỉ uống trà sữa, ăn bỏng ngô. Phác Luyến Giao đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Thẩm Khắc rồi nói: sao mí mắt em từ lúc vào cứ giật mãi? Không phải là sắp có chuyện gì đấy chứ? Có thể có chuyện gì được. Thẩm Khắc cười nói: hỏa hoạn, động đất, hay là sao anh bị trộm rồi? Nói linh tinh. Thế mà em còn là người tốt nghiệp học viện y đấy. Thẩm Khắc đứng dậy khỏi ghế, nhìn đồng hồ: đi thôi, phim sắp chiếu rồi. Em nói thật đó, hay là bọn mình... Anh cũng nói thật đó, phim sắp chiếu rồi. Thẩm Khắc kéo cô ta khỏi ghế, đi về phía cửa soát vé. Phim hơn 2 tiếng, xem xong đã hơn 10 giờ. Hai người cùng đi đến hầm để xe. Thẩm Khắc bấm khóa xe, nghe thấy tiếng xe đáp lại thì mỉm cười nói: xem đi, không có động đất, cũng không có hỏa hoạn, cũng không ai thèm xe của anh. Phác Luyến Giao cười hì hì lên xe từ ghế phụ, gài dây an toàn xong: hy vọng thực sự không có chuyện gì sắp xảy ra. Chắc chắn không có, tin anh đi. Thẩm Khắc cười tít mắt lùi xe ra, lái đến cửa bãi đỗ xe. Trên đường về nhà, Phác Luyến Giao đột nhiên nhìn Thẩm Khắc rồi nói: Khắc, em hỏi anh việc này, anh có cảm thấy chị dâu họ khác với ngày trước không? Ừ, đúng là hơi khác. Chắc là tại làm mẹ mà. Anh cũng cảm thấy khác. Khác ở đâu? Phác Luyến Giao hỏi dồn. Mập hơn ngày trước. Nhưng anh nói mỗi người phụ nữ khi sinh xong thì đều mập lên. Thẩm Khắc đột nhiên cười tủm tỉm, xoay đầu qua nhìn chằm chằm cô ta trêu chọc: sau này em cũng sẽ mập, cẩn thận không gầy được đó. Phác Luyến Giao không có tâm trạng đùa với cậu ta, tiếp đó lại hỏi: ngoài mập hơn thì còn có gì khác không? Ví dụ về tính cách. Em yêu à? Cả ngày chỉ có mỗi lúc bữa sáng với bữa tối gặp được chị ấy. Hơn nữa cũng là lúc chị ấy hết ở cữ, với anh không tăng ca, đến cả nói chuyện cũng chẳng được mấy câu. Em cảm thấy ai có thể nhìn ra được cái gì? Thẩm Khắc cạn lời trợn ngược mắt, vừa nói xong thì lại ngay lập tức đổi giọng: nhưng mà có một điều, chị ấy ngày trước khá là hòa đồng, còn có thể đùa mấy câu với anh. Chị ấy bây giờ hơi lạnh lùng. Anh ta xoay mặt qua, cười khà khà với Phác Luyến Giao: chắc là thăng chức làm mẹ rồi, tính cách trưởng thành hơn. Phác Luyến Giao nhìn anh ta mỉm cười: anh cảm thấy như vậy thật sao? Ừ. Thẩm Khắc hỏi đầy nghi ngờ: sao đột nhiên lại hỏi về chị ấy? Không có gì, chỉ hỏi đại thôi. Phác Luyến Giao mỉm cười, xoay đầu nhìn ra cửa sổ. Xe vừa lái vào sân, hai người đã cảm nhận được không khí bất thường. Thẩm Khắc đỗ xe xong thì bất giác hỏi: có chuyện gì thế? Không biết, xuống xe đã. Phác Luyến Giao sốt ruột đẩy cửa xuống xe. Mặc dù nhà Nam Cung không định tổ chức tang lễ cho đứa bé thật long trọng, nhưng vẫn treo miếng vải hai màu trắng đen trên cửa lớn tượng trưng. Phác Luyến Giao vào nhà, ngay lập tức kéo Tiểu Lục đang từ trong đi ra hỏi: có chuyện gì thế? Trong lòng cô ta dâng lên dự cảm chẳng lành, thực ra đã đoán được mấy phần rồi nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. Tiểu Lục nhìn cô ta nói: Phác tiểu thư, đứa bé đi rồi. Đầu óc Phác Luyến Giao trống rỗng, hỏi dồn theo phản xạ: chuyện này vẫn bình thường, sao đi đột ngột vậy chứ? Không biết nữa. Tiểu Lục lắc đầu. Thẩm Khắc kéo Phác Luyến Giao đang kích động không thôi: đi thôi, lên xem sao. Hai người cùng lên đến phòng trẻ em tầng 2. Phòng trẻ em rộng lớn, đã được dọn sạch, vì thế Phác Luyến Giao lại chuyển hướng sang phòng ngủ Bạch Ảnh An.
Bạch Ánh An lúc này đang ngồi ngẩn ngơ ở mép giường, trong lòng ôm một con gấu đồ chơi như ngày thường ngủ với con, cả người trông có vẻ vô cùng tiểu tụy. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô ta khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng ở mặt Phác Luyến Dao qua làn nước mắt. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, cả hai đều bùng lên cảm xúc bất thường. Nhìn sự kinh ngạc và buồn bã trên mặt Phác Luyến Dao, Bạch Ánh An âm thầm cười khẩy trong lòng. Sự áy náy với đứa bé và nỗi sợ cũng giảm đi nhiều. Mẹ nói không sai, nếu không làm như vậy thì lúc này người phải bàng hoàng lúng túng chính là cô ta. Phác Luyến Dao hơi tỉnh táo lại, đi đến ngồi xổm trước mặt cô ta, nắm tay cô ta nói: "Chị dâu họ, sao thế? Có chuyện gì thế?" Bạch Ánh An nhìn cô ta, sâu trong mắt lóe lên ánh sáng sắc lẻm mà người khác khó phát hiện, rưng rưng nức nở nói: "Con đi rồi, Luyến Dao, em nói xem, còn có phải bị người ta hại chết không? Rõ ràng lúc chưa vẫn bình thường." Người hại chết đứa bé là Phác Luyến Dao, không phải cô ta. Bạch Ánh An, nếu không phải cô ta ép người quá đáng thì Bạch Ánh An cũng sẽ không làm như vậy. "Suốt cuộc là có chuyện gì thế?" Phác Luyến Dao sắp sốt ruột chết rồi. "Buổi trưa lúc chị qua thăm con thì con đã tắt thở. Nhất định là bảo mẫu kia giận chị tối hôm qua mắng cô ta nên cố ý làm chết con của chị. Làm sao đây? Con của chị mất rồi." Cô ta đột nhiên khóc hù hù. "Bảo mẫu sao lại giết đứa bé được chứ? Sao cô ấy dám?" "Chị cũng không biết. Con chị chết có hiểu như vậy mà. Luyến Dao, chị không nỡ xa nó. Chị buồn quá." Cơ thể dẫn nghiêng về trước, tựa vào vai Phác Luyến Dao. Phác Luyến Dao giơ tay vỗ vai cô ta, dịu giọng an ủi: "Chị dâu, chị đừng buồn. Đây chẳng phải là việc sớm muộn gì cũng xảy ra sao? Chẳng phải chị phải có chuẩn bị từ trước ư?" "Chị biết, nhưng chị vẫn không thể chấp nhận được sự thật con chị đã mất." Bạch Ánh An giơ tay lên lau nước mắt trên mặt. Phác Luyến Dao kiên nhẫn an ủi Bạch Ánh An một phen, mãi mới làm cô ta an lòng, đứng dậy khỏi mặt đất nói: "Chị dâu, chị mau nằm lên giường đi, em đi thăm bà." Sau khi Phác Luyến Dao đi, Bạch Ánh An vừa định đứng dậy thì cửa lập tức lại vang lên tiếng bước chân. Vì thế cô ta lại ngồi xuống đất. Cửa phòng ngủ bị người ta đẩy ra, lần này là Nam Cung Thiên Ân. Nam Cung Thiên Ân đứng ở cạnh cửa nhìn Bạch Ánh An đang khóc ròng, sau đó đi tới kéo cô ta dậy, dẫn đến giường ngồi, đau lòng nói: "Em vẫn đang khóc mãi đấy à?" Bạch Ánh An lau nước mắt, nhìn chằm chằm anh hỏi: "Con đâu? Hỏa táng rồi à?" "Vẫn ở nhà tang lễ, mai mới hỏa táng được." Nam Cung Thiên Ân cầm hai tay cô ta, phát hiện đầu ngón tay cô ta lạnh như băng. "Ngày mai bình thường đều là hỏa táng buổi sáng, báo cáo của Phác Luyến Dao có nhanh đến mấy cũng không kịp." Bạch Ánh An âm thầm thở phào. "Ánh An." Nam Cung Thiên Ân đột nhiên thở mạnh, gằn giọng nói: "Nói cho anh biết, tại sao lại làm như vậy?" Bạch Ánh An không ý thức được tầm quan trọng của câu này, vẫn chìm đắm trong không khí diễn kịch, nức nở nói: "Anh nói gì cơ? Tại sao lại làm như vậy?" Nam Cung Thiên Ân lại hỏi một câu. Cuối cùng Bạch Ánh An cũng bừng tỉnh, đầu óc trống rỗng, kinh ngạc nhìn anh: "Anh có ý gì?" "Anh biết rồi, anh phát hiện rồi. Phát hiện con là do cô ta bóp chết. Làm sao đây? Tiếp tục giả ngu?" "Đúng, tiếp tục giả vờ." "Đại thiếu gia, anh rốt cuộc là nói gì thế?" Cô ta cố gắng dặn ra càng nhiều nước mắt. Nam Cung Thiên Ân nhìn chằm chằm cô ta, sâu trong mắt toàn là đau đớn. "Hôm nay lúc anh lau người thay quần áo cho con, nhìn thấy sau tai nó có vết móng tay dưới máu. Ánh An, là em bóp chết con đúng không? Sao em lại làm như vậy?" Bạch Ánh An đơ toàn tập, thậm chí quên cả chảy nước mắt. Nam Cung Thiên Ân hít sâu một hơi, tiếp tục nói:
Lúc đầu là em cố chấp muốn sinh con ra. Em nói dù phải trả giá thế nào cũng nuôi nó thành người, dù là phải hy sinh cả tính mạng em. Nhưng đại thiếu gia, anh đang nói cái gì thế? Em không có. Bạch Ánh An liều mạng lắc đầu. Đại thiếu gia, sao em có thể bóp chết con trai của mình chứ? Em liều mạng mới giữ được nó, sinh nó ra mà. Lúc mới đầu anh cũng chưa từng nghĩ là em. Nhưng mà Nam Cung Thiên Ân nâng tay trái của ta lên, giơ ngón giữa dính máu trên móng tay của cô ta đến trước mặt cô ta. Vết thương của con ở sau tay phải không đông không sâu, vừa hay thuận thế tay trái của em. Sau khi anh nói vậy, Bạch Ánh An mới phát hiện ra móng tay ngón áp út của mình dính vết máu đã khô đến đổi màu. Trước đó cô ta thế mà không phát hiện, không nhận ra gì cả. Cô ta bóp khiến đứa bé bị thương ư? Sao lại như vậy? Sao cô ta lại bất cẩn như vậy chứ? Sao lại... À. Cô ta hét khẽ rụt tay trái về, giấu ra sau người, vẻ mặt sợ hãi trợn trừng nhìn Nam Cung Thiên Ân. Trong lòng gần như có cả vạn tiếng nói đang hỏi cô ta: làm thế nào đây? Làm sao đây? Đúng thế, làm sao đây? Mình phải làm sao đây? Trong lúc cấp bách, cô ta đột nhiên khóc òa, sau đó quỳ phịch xuống dưới chân Nam Cung Thiên Ân, hai tay bám vào đầu gối anh, khóc đến thắt ruột. Xin lỗi Thiên Ân, em không thể chịu đựng được nữa. Em đã nuốt lời, là em có lỗi với con. Em tưởng em sinh nó ra, thuê bác sĩ giỏi nhất cho nó, thì nó nhất định sẽ sống được như anh. Nhưng em không ngờ hiện thực lại đùa với em như vậy. Còn khác với anh, con bị dị tật tâm thất độc nhất bẩm sinh. Bác sĩ nào cũng nói nó không sống được. Mỗi ngày nhìn thấy nó ăn bao nhiêu chớ bấy nhiêu, nhìn nó không thở được mà mặt đỏ bừng, nhìn nó cứ gầy dần đi, lòng em như bị dao cắt. Hôm nay nó mới uống được 10ml sữa, nhưng lại chớ mất 50ml. Mắt em thấy mà lòng em đau. Em chỉ mong sao người không ăn được là em. Em thả tay nó chịu mọi đau đớn, nhưng em không thể thay thế được cho nó. Em chỉ có thể ở bên cạnh nhìn nó lo lắng. Em... Bạch Ánh An không nói tiếp được nữa, cúi đầu dùng tay bịt miệng đau khổ khóc. Cho nên em bóp chết nó. Nam Cung Thiên Ân buồn bã nhả ra một câu. Đúng, là em bóp chết nó. Vì em không muốn nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của nó. Em nghĩ bụng, thay vì để nó ngày nào cũng sống trong đau đớn, thì cho nó đi dứt khoát luôn, để nó sớm được giải thoát. Thiên Ân à, em sai rồi. Lúc đầu em nên nghe lời anh bỏ nó đi. Em không nên dùng thái độ đặt cược để quyết định giữ nó. Xin lỗi, em sai rồi. Nam Cung Thiên Ân lắc đầu. Giờ nói những điều này còn có ích gì chứ? Đừng nói nữa. Em biết là vô ích, nhưng con đã ra đời rồi, sự việc cũng đã đến bước này. Nếu có thể em thà dùng tính mạng mình đổi lấy sức khỏe của nó, nhưng ông trời không cho em cơ hội ấy. Bạch Ánh An kéo tay Nam Cung Thiên Ân, lắc đầu chua chát nói. Thiên Ân, em biết anh sẽ không đồng ý cho em làm như vậy, cho nên em không dám nói với anh, cũng không dám xin ý kiến của anh. Xin anh tha thứ cho em được không? Em nghĩ con trai đã rất hận em rồi. Nếu anh cũng không tha thứ cho em, thì em sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nam Cung Thiên Ân hơi dùng sức giật tay mình khỏi lòng bàn tay cô ta, nhìn chăm chăm cô ta. Đây là một mạng sống, một con người. Sao em có thể hết lần này đến lần khác quyết định giữ hay bỏ nó bằng cảm nhận của bản thân chứ? Em ích kỷ quá rồi đó. Em xin lỗi, em cũng là bị dồn đến bất đắc dĩ mới làm như vậy. Em tưởng làm như vậy thì bản thân có thể sống thoải mái hơn một chút, nhưng không ngờ mất con em lại càng đau khổ hơn. Em không những đau khổ mà còn hối hận, tự trách. Em... Bạch Ánh An càng nói càng buồn, càng nói càng yếu ớt, cuối cùng cơ thể mềm nhũn ngất xỉu. Nam Cung Thiên An giật mình, vội kéo người cô ta lại, dìu cô ta từ dưới đất lên giường.
Bạch Ánh An ngủ mê man rồi, Nam Cung Thiên Ân đặt cô ta lên giường rồi đứng bên cạnh nhìn cô ta chăm chú. Bạch Ánh An lúc này đầu tóc xõa sượi, quần áo xộc xịch, trên mặt nước mắt đầm đìa, hốc mắt sưng đến phát sợ, nhếch nhác thảm hại vô cùng. Nam Cung Thiên Ân cuối cùng chỉ hít nhẹ vào một hơi rồi quay người ngồi lên ghế sofa. Mới sáng sớm, Bạch Tinh Nhiên đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Không chờ cô đặt bát đũa xuống đi mở cửa, Tiểu Ý đã chạy đi rồi, miệng còn vui vẻ hô: "Nhất định là anh rể đến." Tiểu Ý vui mừng mở cửa, nhưng người xuất hiện trước mặt cậu bé lại không phải Lâm An Nam mà là Tô Tích. Cơ mà cậu bé vẫn rất vui mừng gọi một tiếng: "Chị Tô Tích." "Tiểu Ý, lâu rồi không gặp. Chị em có nhà không?" Tô Tích bước vào trong, đi thẳng vào phòng ngủ. "Mình ở đây." Bạch Tinh Nhiên đi ra khỏi bếp, thấy Tô Tích cười nói: "Sao hôm nay lại có thời gian sang đây thế? Hay là có tin vui gì muốn báo cho mình?" Tô Tích đi về phía cô, kéo tay cô vào phòng ngủ. Bạch Tinh Nhiên bị vẻ nghiêm trọng trên mặt cô ấy làm cho chột dạ, trong lòng bắt đầu dần dần thấy không yên. Nếu như là tin tốt, Tô Tích sao lại có biểu cảm này được? "Rốt cuộc là sao thế? Cậu đừng có dọa mình." Sau khi ngồi xuống sofa, cô nhìn Tô Tích hỏi. Tô Tích nhìn cô một lúc rồi mới nói: "Hôm nay mình nghe thấy Kiều Tư Hằng nói chuyện điện thoại, là đứa bé trai Bạch Ánh An bế về chết rồi." Bạch Tinh Nhiên bị sốc, hỏi theo bản năng: "Sao có thể?" "Mình nghe thấy rõ ràng. Qua đời chiều ngày hôm qua, hôm nay hỏa táng ở nhà tang lễ." Tô Tích nhìn cô: "Sao thế? Người nhà họ Bạch không nói với cậu chuyện này à?" "Hứa Nhã Dung không nói cho mình biết. Nhất định là cậu nghe nhầm đúng không? Nhất định là nghe nhầm rồi. Tô Tích, cậu đừng dọa mình. Cậu biết mình sợ chuyện này, cậu biết mà." Nói đến đây, cô sốt ruột đến phát khóc. Tô Tích bất lực thở dài, nhìn cô nói: "Thật ra lúc này mình cũng bối rối, không biết có nên nói cho cậu biết không. Chính là vì sợ cậu kích động buồn bã như bây giờ đấy." Cô ấy cũng định sẽ không nói cho Bạch Tinh Nhiên biết, nhưng cô ấy không nói sớm muộn cũng sẽ có người nói, cho nên dứt khoát đích thân đến kể với cô. "Cậu mau nói đi, việc này nhất định không phải là sự thật." Bạch Tinh Nhiên lay lay cánh tay Tô Tích: "Tinh Nhiên à, cậu bình tĩnh lại đã." Tô Tích nắm chặt bàn tay cô: "Lúc trước cậu đi khám, mình đứng ở bên cạnh máy siêu âm, mình nhìn thấy rõ ràng con của cậu là một bé gái khỏe mạnh. Mặc dù mình không biết rốt cuộc là ai đã cháo con của cậu, nhưng mình tin chắc, chắc chắn rằng đứa bé ở nhà Nam Cung không phải là con của cậu." "Nhưng Kiều Tiểu Gia đã nói không ai có thể cháo đứa bé rồi mà." Bạch Tinh Nhiên lắc đầu: "Cậu nghe mình nói, mình nhờ mẹ chồng mình điều tra rồi. Một ngày hôm trước cậu sinh, có một sản phụ sinh được một bé trai bị bệnh tim bẩm sinh. Cô ta không muốn đứa bé này nên là núp bỏ đi. Mình đoán đứa bé Bạch Ánh An bê về nhà Nam Cung kia, chắc chắn là đứa bé bị người phụ nữ kia bỏ lại ở bệnh viện." "Nói vậy là con của mình nhất định là bị người ta tráo đi rồi." Bạch Tinh Nhiên kích động kêu lên. "Nhưng tên khốn đó rốt cuộc là ai chứ? Tại sao hắn không trả con lại cho mình?" Gần đây Bạch Tinh Nhiên vì tìm con nên mạng xem được rất nhiều vụ án buôn bán trẻ em. Trong đó có vụ bác sĩ bệnh viện phụ sản cấu kết với người ngoài đánh tráo trẻ sơ sinh, sau đó nói dối rằng đứa bé bị chết non. Cô đoán là con gái của mình cũng bị bác sĩ phụ sản bế đi vì mục đích này, bế con của cô đi rồi đổi cho cô một đứa bé bị người ta bỏ rơi. Thần không biết quỷ không hay. "Xin lỗi nha Tinh Nhiên." Tô Tích anh ấy nói. Vốn định đợi đến tiệc mừng đứa bé được 100 ngày cắt mấy sợi tóc để đi làm xét nghiệm ADN cho cậu, không ngờ chẳng đợi được đến 100 ngày thì đứa bé đã mất rồi. "Thực sự không điều tra ra được là ai đã cháo đứa bé ư? Kiều Thiếu Gia cũng không tra được ra à?" Bạch Tinh Nhiên vẫn không tin. Kiều Thiếu Gia là giám đốc của bệnh viện Hàng Tinh, sao có thể không điều tra ra được việc này chứ? Tổ Tích lắc đầu. "Anh ấy nói vẫn đang điều tra, nhưng không tra ra được." Dừng một lúc, Tổ Tích nói tiếp. "Tinh Nhiên, bất luận thế nào, cậu chỉ cần tin là con cậu vẫn còn sống, nhất định sẽ có cơ hội tìm lại con bé, hiểu chưa?" Bạch Tinh Nhiên gật đầu. Ngoài tin tưởng ra thì cô còn có thể làm gì chứ? Hai người im lặng một lúc, Bạch Tinh Nhiên đột nhiên nhẹ giọng nói.
nói đến đứa bé bị bỏ rơi đó. Thực sự quá đáng thương. Không hẳn, Tô Tích lắc đầu. Nếu như không tráo nó cho nhà Nam Cung thì nó sẽ bị đưa đến nhà tình thương. Mà điều kiện ở đó thì cậu biết rồi đấy. Chắc đứa bé không sống nổi quá 3 ngày. Ý mình là... Bạch Tinh Nhiên nhìn Tô Tích rồi nói. Mình nghi ngờ đứa bé đó bị Bạch Ánh An hại chết. Không phải chứ, cô ta to gan như vậy sao? Vì danh lợi của bản thân, mẹ con họ có gì mà không dám làm chứ? Bạch Tinh Nhiên chua xót nói. Lúc đầu cô không tin Bạch Ánh An sẽ đối xử tốt với con cô. Hôm sinh nghe thấy Bạch Ánh An và Hà Linh nói chuyện xong, càng khẳng định Bạch Ánh An là loại người đó. Cho nên mình thấy đứa bé này rất đáng thương. Cũng coi như là chết thay cho con của mình. Bạch Tinh Nhiên ngước mắt lên nhìn Tô Tích. Như chuyện này cậu đừng nói với Kiều thiếu gia nhé, tránh anh ấy lại nói với Nam Cung Tiên Ân. Nam Cung Tiên Ân sẽ đau lòng chết mất. Con ruột bị vợ mình giết chết, cô nghĩ Nam Cung Tiên Ân nhất định sẽ đau lòng. Tô Tích cạn lời, đảo mắt ngán ngầm. Xem kìa, qua lâu như vậy rồi mà cậu vẫn quan tâm anh ta nhỉ? Mình chỉ thấy thương anh ấy. Mình cảm thấy anh ấy sẽ không chịu được đả kích này. Bạch Tinh Nhiên biện hộ. Mặc dù đó chỉ là một đứa bé bị bỏ rơi, là một con bệnh đã định sẵn sẽ không sống được, hơn nữa còn không liên quan gì đến cô. Nhưng sau khi nghe tin đứa bé mất, Bạch Tinh Nhiên vẫn cảm thấy đau lòng. Cô trước giờ rất thích trẻ con, sợ nhất là nghe thấy chuyện trẻ con bị tổn hại. Được rồi, cậu yên tâm đi. Anh ta có thể cho phép cậu sinh đứa bé này ra, chắc là đã sớm chuẩn bị tâm lý từ trước rồi. Tô Tích vỗ vào mu bàn tay của cô. Ngược lại là cậu, sắp kết hôn rồi, đừng vì những chuyện này mà tổn hại đến tinh thần. Nếu đã quyết định gả đi thì hãy gả cho hẳn hoi, chuẩn bị tốt cho hôn lễ. Mình sẽ cùng tìm con giúp cậu, sớm muộn gì cũng tìm được thôi. Cảm ơn cậu, Bạch Tinh Nhiên cảm kích nói với Tô Tích. Cô ấy lắc đầu. Mình cũng chỉ là cố hết sức thôi, nhưng khả năng của mình có hạn. Mình hiểu, Bạch Tinh Nhiên gật đầu. Đương nhiên cô biết Tô Tích không phải thánh nhân. Thực tế là nếu không có sự hỗ trợ của Kiều thiếu gia, cô ấy cũng chẳng giúp được bao nhiêu. Mà quan hệ giữa cô ấy và Kiều thiếu gia lại rất nhạy cảm. Từ nhà tang lễ trở về, Nam Công Tiên Ân bước vào phòng khách thì nhìn thấy lão phu nhân đang ngồi trên sofa phòng khách, liền bước tới ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện bà ta. Nhìn vẻ đau lòng trên gương mặt lão phu nhân, anh cúi đầu, mặt áy náy nói. Bà nội, cháu xin lỗi. Lão phu nhân ngẩng mặt lên nhìn Nam Cung Tiên Ân. Mặc dù trong lòng có trách móc, có oán giận, nhưng có thể thấy Nam Cung Tiên Ân còn buồn hơn, còn đau khổ hơn bà ta. Những lời trách móc không nỡ nói ra, cuối cùng bà ta chỉ nhẹ nhàng buông một câu. Mọi chuyện đã xong xuôi chưa? Xong rồi ạ. Nam Cung Tiên Ân gật đầu. Lão phu nhân ừ một tiếng rồi nói. Ừ, nếu đã xong rồi, về phòng nghỉ ngơi một lát đi, tránh để cơ thể mệt quá rồi lại phát bệnh. Nam Cung Tiên Ân không ngờ lão phu nhân không hề trách móc một lời nào. Anh kinh ngạc nhìn bà ta. Bà nội, bà không trách cháu à? Lão phu nhân cười khổ. Trách có tác dụng gì, đứa bé cũng chẳng sống lại được. Đừng nghĩ nhiều nữa, về phòng nghỉ ngơi đi. Nam Cung Tiên Ân dần yên tâm hơn, gật đầu. Vậy cháu đi trước ạ. Bà nội cũng giữ gìn sức khỏe nhé.